Em có chén chưa? Dạ chưa. Lấy chén người đối diện. Rồi chén rồi. Tại đây có sóng truyền hình nên có những hành động. Ôi anh xin lỗi, anh không có ý gì hết trơn thôi. Mày có ý cho này, cái chén này bay qua rồi. Cái này tôi nhớ là vợ tôi thích ăn lắm. Đặc biệt là ổi đó. À vậy hả? Thấy thương lắm. Vậy thì bây giờ phải. Nhưng mà ở nhà rồi không có ở đây. Trời khúc mà khúc mài luôn á. Ý bé vậy đó. Thằng chồng thì đang đau đớn, vợ ăn ngon lành. Này tinh bột, ăn mập lắm. Đó, trời. Tốt cho sức khỏe của anh. Lo cho gà là em thích lắm luôn. Hết cả em. Ở đâu ra cái thói đó? Chris dạy đó. Rồi, đây. Vợ có thích không? Anh chỉ cần anh ách xì một cái hồi là bãi thẳng về mặt là chụp vô miệng luôn. Không ai thấy chỉ có một giây thôi. Trời ơi, cái gì vậy? Ách xì là thấy quan cái là bên bệnh nào. Đâu, ách xì là đâu có miếng gà. Dịp là người bạn đời của Nguyễn Đình Vũ và hai bạn này vừa lấy nhau xong, tôi có đi đám cưới đó. Bữa tôi có gặp Hồ Quốc Hiếu. À dạ. Anh Giang hỏi gì vậy? Sao nó có vợ hay vậy? Hồ Quốc Hiếu á, hỏi câu kỳ. Con trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng chuyện bình thường. Rồi cái cuộc tình này rồi dẫn đến đám cưới, Hiếu vỡ òa trong hạnh phúc. Có nghĩa là gây quan mang cho rất nhiều người luôn. Đúng rồi. Dạ. Kỳ vậy trời, em với Nico bạn anh nó kỳ quá. Hai người suốt ngày bàn tán với em. Vũ nó gì, Vũ nó kia, em tức quá em phải cưới vợ thôi anh. Không, mình lấy vợ phải là vì mình tức nha. Mình lấy vợ là vì mình yêu rồi đó, mình mang đi hạnh phúc cho người đó. Vấn đề là bây giờ trò chơi như thế nào để vượt qua. Và dĩ nhiên, trò chơi của chúng tôi lợi thế thuộc về những người ốm. Trời ơi, tôi bắt gặp ánh mắt. Bà Diệp, bà ngồi vậy nè. Trời, chồng bà ngồi đối diện bà. Bà đang nhìn tôi phải không? Lợi thế trò chơi những người ốm. Nhìn vào chồng bà, nhìn vào chồng bà. Trời ơi, thôi chết rồi á. Chết ông rồi, vậy vậy. Trời, nằm ở dạ kìa. Trời, trời đất, đất con gấu. Đất con gấu. Trời ơi, hai đứa có chồng hết rồi đó. Trời đất ơi. Thưa quý vị thân mến, bóng đang ở ngoài sân. Hiện tại là Lý Thị Bạch Diệp. Lý Thị Bạch Diệp đang có bóng trong chân. Chị vô, chị Diệp. Dạ, Diệp đã bóng đi. Diệp ơi, đá đi. Đá quay cho Chris. What? Hả? Đó, Diệp đã chuyền bóng cho. Đúng rồi. Chị ơi, chị ơi. Vậy là thứ ba thứ Lê Thị Bạch Diệp đã chuyền bóng cho Ghi Tướng Bù. Tại sao vậy? Ghi Tướng Bù đã bóng vào lưới. Chỉ vì bà muốn cho chồng bà ăn thôi mà bà đối xử với cái đồng đội bà như vậy. Nó lỏng à. Bà của bà đứng ra đi. Anh Giang là anh chẳng hàng rào chúng ta kìa. Ghé lên Chris, ghé lên. Cố lên chị. Đúng rồi. Đúng rồi. Lại chuyên cho đội bạn. Đúng rồi. Lý Thị Bạch Diệp lại chuyên cho đội bạn. Tại sao vậy bà Diệp? Thôi em kẹp mà. Trời, bà đá banh bà đi rồi. Bà chơi tôi xuống, bà chơi búp bê á trời. Vui lắm. Rồi. Giật người ta. Biên của em mà nhìn ai. Tại sao có hành động để hai tay vô ba sườn rồi kéo người ta về? Tưởng là vợ của mình mà. Không có. Hai tay vàng thành thế đó. Và chúng tôi nói trước, thắng thì mới được ăn, không thắng trong trò chơi thì không được ăn. Không có chuyện chia sẻ một miếng cho vợ cho chồng. Mời bên kia nha. Hồi nãy nói cái ổ nó xong em nghe không kịp á. Hãy về nhà xem lại chương trình vào lúc 20:35 thứ tư hàng tuần nhá, TV7. Dạ mời mọi người. Dạ. Rồi. Ngon quá. Trời Khánh, cái này tôi nhớ là vợ tôi thích ăn lắm. Đặc biệt là ổi đó. À vậy hả? Thấy thương lắm. Vậy thì bây giờ phải. Nhưng mà ở nhà rồi không có ở đây. Rồi. Trời khúc mà khúc mài luôn á. Ý bé vậy đó. Ba
Anh giống như không biết, không nghe chuyện vừa rồi vậy. Hồi nãy trước khi hát là Vũ có gấp cho bé vợ của Rít một miếng. Thì cô Lý Thị Bạch Diệp cô phát hiện sao ở nhà không bao giờ anh gấp cho em? Mà cứ hát người ta đang hát mà cứ tranh luận cái gì á. Mà ở nhà không bao giờ gấp cho em hả? Chả bao giờ. Chả bao giờ hết. Tại em gấp cho ổng không ạ? Thôi, tại đây có sóng truyền hình nên có những hành động. Ôi, anh xin lỗi, anh không có ý gì hết trơn thôi anh... Mày có ý chắc này kìa, cái chén này bay qua rồi. Anh có cách nào cho tụi em giống như là có một cái chế độ mà đứng hát hò hay là làm cùng làm đi em sẽ làm hết để được thưởng thức món xương này. Tại vì tụi anh cũng nghe nhạc nhiều đến mệt rồi. Dạ. Bây giờ nghỉ ngơi đi. Thằng chồng thì đang đau đớn, vợ ăn ngon lành. Này tinh bột, ăn mập lắm. Đó, tốt cho sức khỏe của anh. Lo cho sức khỏe của anh nó bổ. Lời nói như bỏ ngoài tai. Chỉ cần ăn được miếng là lòng khoái liền. Ủa, cái đó là đàn thơ vừa mới nghĩ ra rất dở vì không có đủ sức mạnh đó em. Cái đó thơ cho anh. Đó thơ nhảm em. Rồi, bây giờ mời Vũ đứng lên hát bài hát nè. Đưa tay lên, đưa tay lên. Mời đứng lên nè. Mời đứng lên nè. Dạ. Cái gì thấy chưa? Em bị mua chuột. À, cái người thua bớt ồn để bên người thắng người ta thưởng thức. Ngon, mời. Dạ. Em có chén chưa? Dạ chưa. Lấy chén người đối diện. Chó chén rồi. Anh cái cây dừa này vô tội chê. Có thể cho em mượn em coi được người ta điêu khắc kỹ thế nào được không anh? Em chỉ cầm cái cây dừa này thôi. Không cần em. Dạ. Để đi. Kế hoạch lấy bóng râm che để lấy thịt thất bại. Mẹ gấp cho vợ. Mẹ gấp cho vợ. Mẹ gấp, gấp cho vợ. Em luôn chào anh yêu thương nhưng anh trao cho em một cú lừa. Lần đầu tiên được ăn cái món ốc lá lốt thiệt. Ốc nó tươi á, ăn nó ngọt luôn. Ngọt cỡ nào? Ngọt. Trời ơi, bé là từ đầu giờ nói được có câu. Bé làm nghề gì cưng? Dạ diễn viên luôn. Diễn viên có chim mơ không? Không chim mơ à? Dạ. Đi diễn thôi hả? Dạ. Giờ mình hay diễn gì? Dạ. Hay diễn gì? Dạ em quay phim học đường với lại lâu lâu quay quảng cáo game. Đi diễn cũng vui. Sao? Hít gió coi. Hít gió coi. Cô giáo Khánh là một trong những cái vai diễn mà nhiều người yêu thương. Đó là trước khi xảy ra chương trình này. Đó là trước khi xảy ra chương trình này. Trời ơi, cái miếng gì xanh lẻ trong vậy? À, em bị ngát chú. Gia đình mình đang xem mình đó. Con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ à. Ngon chồng. À. Rất ngon luôn á. Wow. Gà là em thích lắm luôn. Hết cả em. Ở đâu ra cái thói đó? Quý dạy đó. Rồi đây. Chấm hơi khó mình chét. Ngon. Vô. Rồi. Gà ta quyết định. Giờ có thích không? Anh chỉ cần anh ách xì một cái hồi là bay thẳng về mặt là chụp vô miệng luôn. Không ai thấy chỉ có một giây thôi. Trời ơi. Cứ vậy cái gì vậy? Ách xì là thấy quan cái lên bên bệnh nào. Đâu, ách xì là đâu có miếng gà. Ủa.